Sao cái thiền đồng đội mình nó lại đứng lại rồi? Không, anh nói tập trung nhìn cái lối dài chứ anh đâu ơi. Kìa nó đứng sau lưng mình kìa, nó ở sau lưng mình kìa. Ờ sao tự nhiên nó đứng lại rồi? Cái thằng múa cọp kìa. Ngày mai em có múa cọp không Tài? Dạ sao vậy? Ngày mai múa cọp không? Dạ không chị ơi. Múa đây chị rất là trong trời. Quay phim. Tức là đi ra chỗ khác cho người ta chụp hình hả má? Anh trai ra chỗ khác cho em nó xin chụp tấm hình. Em nó xin nãy giờ mà cha không nghe gì hết trơn, trời hết á. Trong suy nghĩ. Em nó nói là anh trai xin cho em xin chụp tấm hình. Vậy mà đứng chơi chơi đó như cục đất ấy. Anh này là không nghe. Con ta xin trai cho ta xin tập chụp tấm hình. Vậy mà đứng đó luôn. Ba, 3, 2, 1. Em sao thiền kia nó không xét mình ta? Cái bài gạo nó đế ở sau rồi nó giỡn.